Còn ngay bây giờ sẽ là thông tin mà chúng tôi mới nhận được. Chiều nay, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã vừa công bố quyết định kỷ luật đối với giáo viên của trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng và nhóm học sinh đánh bạn quay clip phát tán trên mạng gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Theo đó, thì hiệu trưởng, hiệu phó, tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm liên quan ở trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng bị đình chỉ công tác 1 tháng do liên đới đến trách nhiệm quản lý giáo dục. 3 trong số 9 học sinh tham gia đánh bạn bị buộc thôi học 1 tuần. Được biết, 9 học sinh tham gia đánh bạn thuộc 4 lớp khác nhau. Vì vậy, sau khi hội đồng kỷ luật họp thì Sở Giáo dục Đào tạo quyết định xử lý với các hình thức khác nhau. Cụ thể, 3 học sinh bị buộc thôi học 1 tuần, 5 học sinh bị cảnh cáo và 1 học sinh bị khiển trách. Thay mặt các học sinh vi phạm, thầy cô giáo, ban chấp hành đoàn đội trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã gửi lời xin lỗi tới gia đình học sinh bị đánh và bày tỏ hy vọng là sau quyết định kỷ luật, các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn. Chỉ học một tuần là rất là nhẹ. Con nghĩ là sẽ phải cho các bạn đấy đình chỉ 1 tháng ạ. Cần phải thêm nặng hơn để những học sinh đánh bạn đấy có thể lần sau là không được đánh bạn nữa. Một tuần thì bạn ấy chắc là bạn ấy cũng không thấy mình sai và bạn ấy sẽ vẫn tiếp diễn. Bạn ấy được một tuần nghỉ học ở nhà thì ai sẽ đảm bảo là cái việc của bạn ấy sẽ thay đổi, tức là cách nghĩ với cả cái tư tưởng lệch lạc về bạo lực học đường. Sẽ đuổi học bạn đó 1 năm để cho bạn ấy có 1 năm và có thể giáo dục bạn nhân cách. Xử phạt đối với học sinh và giáo viên như vậy thì là cũng đủ sức để răn đe. Xử phạt đối với ban giám hiệu thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái hình thức mà để giúp cho tất cả các thầy cô giáo và các lực lượng giáo dục nói chung đều phải có trách nhiệm với vấn đề bạo lực học đường. Có một số ý kiến nói là nên đuổi học các em, nhưng chúng tôi nghĩ là không nên như vậy. Nếu như chúng ta đẩy các em vào cái con đường là các em không được học tập nữa thì càng nguy hiểm hơn nữa. Chúng ta đuổi học các em 1 tuần hay 1 tháng thì vẫn chưa giải quyết tận gốc. Nếu mà các em lại quay trở về cái gia đình của mình và không có việc gì làm cả thì cái điều này các em sẽ cảm thấy nhờn với cái hình phạt đó thôi. Nhà trường và gia đình nên dành cho các em cái thời gian đó để các em tham gia những hoạt động xã hội, giống như là một hình thức để các em lập công chuộc tội.